6 thăng, không 6 thăng này. Đó, khi anh em nhìn thấy số email ở đây này và anh em lật sau lưng lên, trùng nhau hay không? Phải trùng nhau, chắc chắn rồi. Nếu không trùng nhau chắc chắn một điều không chuẩn, và những chiếc máy này anh em không nên lấy nha. Hello, hello, xin chào anh em. Cảm ơn anh em quay trở lại với kênh YouTube của MN Điện Thoại Siêu Rẻ nhá. Và lại như một lần, ngày hôm nay lại có những sản phẩm siêu hot để khoe anh em này. Vâng, thì lần này anh em nhìn thấy anh em biết luôn rồi đúng không? Đây là những chiếc Galaxy Note 10 Plus. Vâng, Galaxy Note 10 Plus thì mình đã làm nhiều clip rồi. Nhưng mà lần này thì lại những chiếc máy như lần trước thôi. Nhưng mà có một điều khác, đây là những chiếc máy trả bảo hành trần nhá. Còn những chiếc bên này là chiếc máy Lightning này. Thì hiện tại những sản phẩm này hiện tại giá đang rất là rẻ các bạn nhá. Mình đã làm cái clip này vào giữa tháng 6 của năm 2020. Thì những chiếc điện thoại này mình đang bán với mức giá chỉ trên 13 triệu thôi. Cụ thể như nào ấy thì các bạn truy cập vào trong web là mn.vn. Mình để ở đường link ở những sản phẩm này ở dưới phần mô tả ấy. Thì các bạn cứ vào đấy và các bạn xem cập nhật cụ thể hơn. Còn sau đó thì nó rẻ như nào thì chắc chắn là trên đấy mình sẽ báo hết rồi. Đó. Thì cách đây mấy tháng mình có làm clip những chiếc máy này với đầy đủ hộp và phụ kiện ấy. Thì đã được rất nhiều anh em ủng hộ rồi. Và với số lượng sản phẩm mình bán ra tương đối là nhiều. Thì lần này mình cố gắng mình lấy về được. Thì thực ra là những chiếc máy này mình về lấy về được cũng khá nhiều thời gian rồi. Nhưng mà mình bán thì cũng nhanh lắm. Thành ra mấy số lượng mình lấy không được nhiều ấy. Thế là mình không dám làm clip ở đâu. Nhưng hiện tại là bây giờ mình còn một vài chiếc. Thì mình sẽ làm clip cho anh em xem luôn. Để anh em có thể là anh em đặt hàng và ủng hộ mình. Đấy, để mua sản phẩm này thì anh em vào đường link phần dưới mô tả là anh em đặt hàng nhé. Hoặc gọi điện cho mình số điện thoại là 025 652 6789. Hoặc là anh em có thể qua trực tiếp địa chỉ là 170 Lạch Chay. Vâng, thì như mọi lần thôi. Lần này mình sẽ làm clip này để hướng dẫn anh em cách chọn mua những chiếc máy này làm sao chuẩn nhất. Thì cụ thể đây là những sản phẩm của Mỹ. Mình nói lại đây là những sản phẩm Galaxy Note 10 Plus của Mỹ anh em nhé. Thì của Mỹ nó sẽ có những ưu và nhược điểm gì thì cũng như những chiếc Samsung khác thôi. Những chiếc Galaxy Note 10 Plus của Mỹ thì nó sẽ sử dụng chip Snapdragon 855. Đó là con chip gần như là mạnh nhất tại thời điểm hiện tại. Nếu mà những chiếc máy mà ở trong phân khúc flagship đa phần nó sử dụng chip đấy, nó sẽ là thuộc dạng mạnh thứ 3 trên thế giới sau Snapdragon 855 Plus và một chiếc mới ra là Snapdragon 865. Đó, thế là anh em chọn những chiếc máy này để anh em chơi thì thực sự là cấu hình của nó phải nói là nhỉnh hơn những chiếc máy của Việt Nam hay những chiếc máy Hàn Quốc một chút. Bởi vì những chiếc máy của Việt Nam và Hàn Quốc là sử dụng chip Exynos. Đó, còn Snapdragon nó sẽ tích hợp là chip đồ họa là Adreno, anh em chơi game nó sẽ rất là tốt hơn tốt. Và điều đặc biệt là những chiếc máy này rất là rẻ nhá. Tại thời điểm hiện tại nếu mà anh em mua một chiếc máy của Việt Nam thì mới full box ấy thì nó vẫn trên 20 triệu. Còn nếu anh em mua với chiếc máy mà bên mình đang bán mà khuyến mại với full box thì phải có chương trình khuyến mại thì giá rẻ nhất phải 18,5 triệu rồi. Còn nếu mà những chiếc máy kích on hoạt online hay những chiếc máy bóc rồi sử dụng rồi thì nó phải tầm khoảng 15-16 triệu. Còn với những chiếc máy này thì nó chỉ có tầm hơn 13 triệu thôi. Thế là hiện tại rất là rẻ, được anh em ủng hộ rất là nhiều. Nhưng mà để mua hai những sản phẩm này thì anh em rất dễ dính phải là anh em mua một chiếc máy mà đã bị dựng lại hoặc chiếc máy không chuẩn hay là những chiếc máy nhái. Thế là anh em xem clip mà để mà có cách chọn là tốt nhất. Bởi vì là nhiều anh em thì bảo là biết thừa rồi, nhưng mà vẫn có rất nhiều anh em không biết và nhiều khi anh em lại bị lừa thì rất là buồn đúng không? Đó, thì hiện thời điểm hiện tại đây là những siêu phẩm, những flagship rất dễ tiếp cận người tiêu dùng. Thế nên là trên Facebook hay trên tất cả trang online người ta quảng cáo rất nhiều luôn. Để mua được những sản phẩm này thì anh em cố gắng xem clip này để mình sẽ hướng dẫn anh em một cách chuẩn nhất. Việc đầu tiên nếu mà anh em mua online ấy, thì rất đơn giản thôi. Galaxy Note 10 Plus mà, anh em cứ bỏ họ chụp ảnh cho trước. Đó, ngay mặt trước đây này, anh em thấy nhá, chụp ảnh cho trước. Thì mặt trước của Galaxy Note 10 Plus nó sẽ có một cái màu đen rất là đen luôn. Đó, anh em nhìn không? Và sẽ kích thước nó sẽ là như thế này. Không in một chữ gì trên máy luôn, bởi vì đây là sản phẩm tràn viền rất là dày luôn. Đó, bởi vì đây là một màn hình ý, gọi là công nghệ AMOLED của Samsung ấy, thì nó sẽ có một cái tấm nền đen tuyệt đối luôn, bởi vì là khi nào mà nó sáng một bóng lép lên thì nó mới là sáng cái hiển thị lên, còn nếu không sáng thì rất là đen nhá. Nếu trong trường hợp anh em yêu cầu bên nhà bán hàng người ta chụp ảnh máy mẫu để trước khi gửi cho anh em xem trước ấy, nếu mà nó có một cái điểm viền nó dày là một anh em nhìn thấy rõ viền này, thứ hai là bên trong là cái tấm nền nó trắng ấy, anh em lưu ý đây là những chiếc máy nhái, bởi vì là những tấm nền trắng thường nó sẽ là những sản phẩm sử dụng màn hình LCD ấy, mà hình rẻ tiền ấy, thì nó sẽ cái màu bên trong nó sẽ trắng hơn. Đấy, thế nên anh em sẽ lưu ý này, nó sẽ rất là đen như này và anh em nhé, anh nhìn nhé, đó, cái viền màn hình của nó sẽ rất là mỏng, mỏng đét như này và màn hình bao giờ cũng độ cong. Đấy là những chiếc máy xịn, anh em có thể yêu cầu họ chụp ảnh hoặc anh em có thể yêu cầu là họ quay phim cho anh em xem trước. Nếu ok thì anh em nhận lấy hàng và bao giờ anh em mua hàng ấy, anh em cũng được yêu cầu là sẽ cho anh em check hàng trước khi anh em trả tiền. Chứ anh em không, nếu mà trường hợp mà người ta không cho check hàng trước ấy, thì anh em không nên lấy đâu. Đấy, mình lưu ý anh em như vậy, bởi bên mình có ship hàng, anh em check ok thì anh em mới phải trả tiền, không trả tiền không ưng anh em có thể hoàn lại cho mình mà. Đó, anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Đó, màn hình nó tràn viền rộng như này và nó chỉ có một cái camera trước ở như này thôi nhé. Thì đấy là những chiếc Galaxy Note 10
Plus, còn những chiếc như là S10 Plus các thứ nó sẽ có 2 camera ở khu vực này rồi đúng không anh em? Đó, mình đã làm clip rồi. Đó, đấy là cái vấn đề mà anh em mua ở trên online để chụp ảnh cho anh em. Đấy, mặt đằng sau, tiếp nó lên mặt sau. Thì cái này là anh em xem trực tiếp anh em biết luôn. Mình nói luôn nhé, ở đây là mình có một chiếc Lali này, ở đây là mình trước mặt trả bảo hành này. Bởi vì bản trả bảo hành bao giờ nó sẽ đắt hơn. Thế nên là khi anh em mua ấy, thì anh em lên xem kỹ nhá. Việc đầu tiên đã là trả bảo hành thì nó phải là máy mới. Vâng, nó có bám vân tay lên mấy nữa thì nó mới và nó không hộp nữa nhá. Đó, thì nó phải còn siêu viền như này này. Anh em nhìn này, nó sẽ có một tấm siêu viền như này. Nếu bóc đi thì tấm siêu viền này nó sẽ không còn nữa. Mà có dán lại nó sẽ không đẹp như này, nó sẽ dán phẳng cái này nhé. Thứ hai là nó còn siêu mặt. Đây là một miếng siêu mặt, cái miếng này có thể là dán màn hình luôn được. Nó dán phủ dưới này này. Đấy, và nó sẽ hở camera như này. Đây là một miếng siêu mặt nhé. Tiếp nữa là chắc chắn nó phải có một siêu bên trên viền như này. Anh em nhìn kỹ nha. Đó, nó sẽ có kỹ như này. Bên dưới nó sẽ còn cái siêu viền dưới này. Đó, bao giờ bản trả bảo hành nó như vậy. Còn nếu đã mất siêu lưng như này, đó, đã có vết, những vết trời nhỏ nhỏ rồi, thì mình sẽ bán thoải mái lên đi luôn, rẻ hơn vài trăm nghìn. Anh em lưu ý vậy nhé. Đó, tiếp nữa là anh em sẽ phải soi để anh em biết là anh em có phải mua chuẩn không, thì cầm trên tay hoặc là chụp ảnh chúng ta sẽ nhận ra được. Đó là anh em nhìn cái mặt sau. Những sản phẩm Galaxy Note 10 Plus hay Note 10 của Mỹ nó sẽ không còn giống những sản phẩm ngày xưa của Samsung nữa, nhưng không phải trước đấy nữa. Có nghĩa là nó đằng sau lưng nó cũng sẽ in là Samsung này, và bên dưới nó sẽ không còn tên. Ví dụ như là ngày xưa mình đã làm clip hướng dẫn anh em cái chọn mua một chiếc Galaxy Note 9 ấy, thì bên dưới nó sẽ ghi rõ là Galaxy Note 9 hay là Galaxy Note 8 hay là Galaxy S9, S9 Plus. Nhưng trên chiếc Note 10 này nó sẽ không in là Samsung Galaxy ở dưới này nữa. Đó là đối với những bản của Mỹ, và nó in gần như là bản quốc tế hay là bản Việt Nam hay là bản quốc, nó chỉ in chữ Samsung đây, và bên dưới này không có chữ nhé. Và một điều chắc chắn khi chúng ta cầm trên lưng và trên tay, thì một điều chắc chắn là ở dưới này nó cũng phải in thông tin. Đó, bao giờ ở Mỹ nó sẽ bắt buộc in thông tin, đầu tiên nó sẽ là tên mã này. Của Hàn Quốc chỉ in một dòng tên mã và số email thôi, nhưng của Mỹ sẽ có tên mã này. Và phía bên này nó sẽ có design thiết kế bởi Samsung, ba Samsung ấy, bằng tiếng Anh. Và phía dưới này nó sẽ là lắp ráp tại, ví dụ đây là Việt Nam này, hay là phía chiếc điện thoại này nó sẽ là tại Hàn Quốc. Đó, riêng sản phẩm xuất sang Mỹ nó sẽ có những lô sản xuất tại Hàn Quốc và lô sản xuất tại Việt Nam, đó sẽ là phụ thuộc vào nhà mạng. Có nghĩa là nhà mạng ở bên Mỹ nó cũng sẽ có bốn nhà mạng, giống như ở Việt Nam là có Viettel này, Mobifone hay là Vinaphone, thì ở bên Mỹ nó sẽ có AT&T này, Sprint này, T-Mobile này, và những nhà mạng khác. Thì đấy là những nhà mạng lớn này, nó sẽ chắc chắn nó sẽ có rồi. Đó, thì các anh em lưu ý là nó sẽ mỗi nhà mạng nó sẽ có một sản xuất khác nhau, nhưng khi chúng ta kiểm tra bên trong ấy thì sản xuất ở đâu nó sẽ ghi đúng ở đấy nhá. Đó, thì đây là sau lưng nó là như vậy. Nếu có chữ Galaxy Note 10 Plus đây, chắc chắn đấy không phải là sản phẩm xịn này. Nếu không in thông tin ở dưới này, chắc chắn không phải là sản phẩm xịn luôn. Anh em lưu ý vậy. Có thông tin như mình vừa nói sản xuất ở đâu này, và phía dưới cùng nó sẽ dòng email. Dòng email này chắc chắn nó phải trùng mới ở trong máy. Đấy mới là sản phẩm chất lượng anh em nhé. Đấy mới là sản phẩm chuẩn nhé, chứ không phải là trên này không in cái gì, hoặc là có in những email nó lại không trùng trên máy. Thì anh em lưu ý đấy là những sản phẩm đã bị thay thế lắp lưng rồi và không chuẩn, nó đã thay thế lắp lưng anh em không nên lấy. Đó, đấy là cái vấn đề chúng ta xem sau lưng ở những cái thông tin nó in đây. Còn soi chi tiết hơn nữa là phía trên này. Ở phía trên này nó sẽ có 3 cái camera trên cùng, thì anh em sẽ nhìn thấy nhá. Nó sẽ có một cái thấu kính rất là lớn, nhưng mà sẽ nằm cân ở giữa. Bên dưới nó sẽ có một thấu kính nhỏ nhỏ hơn một chút. Đây là camera trên cùng. Camera thứ hai nó sẽ đen tuyệt đối giống như camera của iPhone. Nó sẽ có một thấu kính, chỉ nhìn thấu kính thôi. Còn xung quanh, viền xung quanh nó sẽ đen. Nhìn mắt thường phải nhìn kỹ mới thấy những viền xung quanh. Đó. Và camera cuối cùng nó sẽ có một thấu kính rất là lớn và rất là rõ. Cũng viền xung quanh nó sẽ mỏng hơn, và nó sẽ có một cái viền xung quanh ở trên kính nữa. Đó. Cái này cầm trên tay trực tiếp anh em xem được. Nhưng mà anh em lưu ý một điều mình chỉ nói đơn giản thôi. Ba camera trên chiếc lưng của chiếc máy này không chiếc nào nó giống chiếc nào. Chiếc trên cùng sẽ nổi bật nhất. Anh lưu ý mình như vậy. Còn nếu mà camera giống nhau chắc chắn không phải chuẩn rồi. Ba chiếc camera không chiếc nào giống chiếc nào, anh lưu ý mình như vậy nhé. Chiếc thứ tư nó nằm ở đây. Đó. Chiếc thứ tư nó nằm hẳn ra ngoài như thế này. Đây nhá. Anh em nhìn này. Nó sẽ nằm hẳn ra ngoài như thế này. Đó, chứ nó không nằm ở cụm ba cái ở đây. Đó. Phía này nó sẽ có phần đèn và lát này. Cũng như là cảm biến nó sẽ nằm ở dưới này. Đấy, đèn và lát này, cảm biến này. Đó, đây cũng sẽ là camera, anh em lưu ý cái màu sắc nhé. Đó, đèn và lát này. Camera thứ tư này và đây là cảm biến. Bao giờ nó sẽ đấy, không bao giờ khác được. Đấy, anh em xem clip này của mình và anh em yêu cầu người ta chụp ảnh cho bên trên này trắng, bên trên này dưới là trắng, bên dưới này đen thì không phải, hoặc là ba camera giống hệt nhau thì cũng không phải, bởi vì là rất là nhiều sản phẩm nhé nó làm fake, thì đây nó chỉ có một camera duy nhất thôi,
thậm chí không phải 2 camera mà thậm chí không phải 3 camera, thậm chí không phải 4 camera luôn, mà chỉ là một camera duy nhất thôi. Và những chiếc này là máy, những camera xung quanh này sẽ là camera fake, chỉ là cái hình in thôi. Đây là những chiếc máy fake của máy chuẩn đấy, thì bao giờ là 3 camera khác nhau này. Camera tư nằm bên này này, để flash nằm bên này này, và dưới này nó sẽ cảm biến đó. Anh lưu ý mình như vậy nhá, đứng sau lưng như vậy. Thì nhân tiện sau lưng này, em có nhìn kỹ những cái viền khít này, những con màu không phải là màu đen thì nhìn rất dễ thôi đó. Nó sẽ khít và đều, nó sẽ khít và đều này, nó sẽ không vết hỏi luôn. Phía dưới này sẽ không có vết xước luôn, bởi vì là mấy ông thợ thì mình hay sửa chữa là hay lách lam đây này, nó sẽ bị xước này, hay lách lam đây sẽ bị xước này. Đó, nhìn kỹ nhá, lau thật kỹ này, nhìn những cái đường viền này, nó sẽ không có một cái vết lộ hay xước bên trong nào luôn, nó sẽ không có vết nào mà sơn kiểu gồ ghề lên. Đấy, nhưng sau lưng này, đấy, cái viền này, đó, thì sau này, thì hiện tại mình chỉ còn có hai cái màu này thôi. Còn nếu anh em đi mua ấy, nó sẽ có thêm một cái màu trắng sứ và một màu xanh nữa. Nhưng nó đều phải như thế anh em nhé. Và anh em nhìn kỹ là nó sẽ không vết xước bên trong. Anh em lưu ý nếu có xước bên trong cái lưng rất là nguy hiểm, bởi vì là nó bị cạy rồi, so với xong cái lưng hoặc là cái sơn làm phía trên của cái lưng này nó sẽ gò ghề, nó không đều nhau, cũng không chuẩn đâu. Đó, đó là phần xem lưng, xem cho khít hay không và xem có bị hở không, bấm ra bập bùng hay không. Bấm vào bập bùng bị hở rồi thì không nên lấy nhá. Ok, ok về cái lưng rồi, phải đến cái viền nhá. Đây này, cái viền ở phía trên này nó sẽ có một cái khe to như này, mic này, bên này cũng có một cái mic nhỏ nhỏ này này. Đó, anh lưu ý như vậy. Bên này sẽ có khe sim. Đó. Và cái viền này nó sẽ rất là mỏng nhá, nhìn cái màu trắng nó sẽ rõ hơn, nó giống con S15G ấy. Chứ không phải là cái viền nó dày nữa nhá. Đây này. Đây là bên này này, bên này nó có phím ra hình dung dễ hơn này. Đó, khu vực phím nó sẽ nhô ra. Khu vực phím nó sẽ nhô ra nhảy nhá. Và cái viền này là viền màu bạc, nó sẽ không, cái màu bạc nó sẽ không phải là màu óng ánh đâu nhá. Đó, anh em nhìn thấy cái viền này. Và phía này có một cái nhựa anten, nhắm mắt vào vuốt nó sẽ rất là đều, nó sẽ rất là đều và nó sẽ không bị gồ ghề hay không bị lõm xuống hay không bị lồi ra, không bị tách cái gì cả. Em như vậy, nhắm mắt là vuốt như một miếng không luôn, không một cái gì cả. Đó, phía trên nhựa này cũng vậy này. Cái nhựa này và cái nhựa này sẽ có màu đồng đều với nhau, chứ không phải dưới này màu trắng và trên này màu đen nhá. Nó để vuốt ở trên này cũng thế này. Nó sẽ là một khối rất là liền luôn này. Đó. Đó, anh em lưu ý như vậy nhá. Đây, trên này, này rất là liền luôn. Đấy, phần đăng tèo ở dưới này cũng vậy này, rất là liền luôn. Phía dưới chân sạc nó sẽ có hai cái như này. Đấy, rất là liền luôn nhá. Và nhìn kỹ cái phần nhựa của chân sạc này và cái phần nhựa này nó cũng sẽ có màu đồng đều với nhau. Đó, đây. Bên này nó sẽ là màu đen xám, màu đen hơn này. Đấy, phần nhựa nó sẽ giống hệt nhau. Đó, còn màu xanh cũng vậy, hay là cả màu trắng cũng thế. Anh em lưu ý nhá. Cái màu trắng thì cái viền nó cũng rất là màu trắng đấy, nhưng mà nó cũng sẽ có phần nhựa khác. Đó, đó là về cái viền. Đây, xoay kỹ hơn một chút vào cái viền có khe loa này. Nó sẽ rất là đều nhau những cái lỗ này, nó sẽ không có phần nào sơn dày hơn, phần nào sơn mỏng hơn, anh em lưu ý như vậy. Bởi vì sơn lại nó sẽ dễ bị dày mỏng hơn lắm. Đó, tiếp nữa chúng ta cùng rút cái bút ra. Điều đặc biệt nhất ở chiếc máy cực quang này, đó là thân bút nó sẽ là màu xanh như thế này. Đây, thân bút nó sẽ màu xanh như này nhá. Chiếc màu đen nó sẽ là đen, nó sẽ không có cái màu xám này đâu, mà nó sẽ đen xì luôn, nó sẽ đen như đen bóng này luôn, rất là đen, đen gọi là tuyệt đối hơn là so với cái màu xám của chiếc vỏ này. Đó, cái màu bút nó sẽ khác, chiếc màu trắng nó sẽ là màu trắng, chiếc màu xanh đó nó sẽ có màu khác. Đó, anh em lưu ý cho mình như vậy, chứ không phải là màu xe màu trắng bạc mà nó sẽ màu bạc nữa. Chiếc bút của Note 10 nó là như vậy. Đó, đây, cùng nhìn kỹ khe của cái bút này. Đấy, được sơn rất là đẹp luôn. Đây, xoay vào bên trong xem khe của cái bút nữa. Đó, anh lưu ý như vậy nhé, nhìn kỹ khe của bút là sơn rất đẹp luôn, nó sẽ nhìn vào bên trong nó sẽ không có một cái vết sơn nào lộ ra cả. Đó, rất là chuẩn. Đó, mình cứ đuôi cái bút vào này. Đó, đây khi đuôi cái bút ra này, đây là chúng ta viết mà này, cái nó sẽ khác một chút. Đó, anh lưu ý nhé. Đấy, ở đây là mình có bản Star Wars này. Đó, đi này. Đó. Thì đây là những chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus của Mỹ. Một điều anh em rất hay thắc mắc với mình ấy, thì liệu sóng sánh ROM nó có ổn hay không. Thì từ Galaxy S7 trở lên là chúng ta đều có thể chạy ROM quốc tế rồi. Đó, như ví dụ như đây là sản phẩm vẫn nguyên gốc của Mỹ này. Đây là sản phẩm của nhà mạng AT&T này. Đó, anh em nhìn thấy nhau, AT&T nhá. Và đây là một sản phẩm mình đã chạy cái bản ROM quốc tế ấy, có tên ROM là Star Wars, một phiên bản rất là đặc biệt của Note 10. Đó, chiến tranh giữa các vì sao nhá. Đây là bản quốc tế hoàn toàn bình thường, không có một ứng dụng gì của nhà mạng cả. Anh em có thể chuyển giao diện sang giao diện bình thường, nó xung dễ nhìn được, mà không anh em để cái giao diện Star Wars lại cũng được nhá.
Đây, em này nhìn thông tin này, bản nó xe quốc tế nó sẽ có đuôi là U1 như thế này. Đấy, còn nếu mà để cái bản ROM của Mỹ thì nó sẽ là U thôi. Đây, cái việc mà chạy ROM quốc tế này bên mình hoàn toàn hỗ trợ anh em miễn phí nhé. Thế là anh em mua máy anh em hoàn toàn yên tâm mình sẽ chạy bản ROM quốc tế, và khi mà chạy ROM quốc tế tất cả các băng tần của Việt Nam và của Mỹ nó sẽ đều giống nhau cả. Chúng ta sử dụng không vấn đề gì về sóng đâu, sóng sánh rất là tốt luôn. Đó, anh em yên tâm với mình là như thế nhá. Rồi, bây giờ là xem vào bên trong để biết được máy chuẩn là máy ấy nhá. Cái viền và cái vỏ chúng ta đã xem rồi. Đó, mình nói lại lần nữa, chúng ta sẽ soi thật kỹ vào cái mép này lại lần nữa này. Cái mép của màn hình cũng vậy này, cái màn hình mình chỉ ngay từ đầu rồi. Nó sẽ viền rất là mỏng này, bên trong nó không bị xước nào này. Và nhìn quanh cái mép nó sẽ không bị hở tí keo ra luôn mà sẽ bóp rất là chắc chắn nhá. Thì vẫn là chuẩn này. Đó, thì bây giờ vào ngay từ phần bên trong như này thì chúng ta sẽ kiểm tra. Sao thăng không sao thăng. Anh em lưu ý mình vấn đề này, nếu mà anh em đang sử dụng cái bản của Mỹ của nhà mạng Verizon ấy thì nó sẽ không kiểm tra cái này nhé. Sao thăng không sao thăng nó sẽ không kiểm tra cái này. Thì anh em có thể yêu cầu người bán hàng người ta chạy cái bản ROM quốc tế cho thì anh có thể vào được. Đó, đây là một chiếc máy của mình của nhà mạng Verizon này. Đó, sản xuất tại Việt Nam. Này thì nó sẽ đây, mình xin lỗi là nó sẽ kiểm tra bên trong bình thường được. Đó, còn khi chưa chạy ROM quốc tế mà đang chạy ở bản ROM Verizon ấy thì chúng ta hoàn toàn không kiểm tra đâu nhé. Đấy, chứ không phải là Samsung Galaxy Note 10 Plus của Mỹ mà nó không vào được cái này thì anh em yên tâm, không phải là chứ chắc nó phải là không phải là hàng chuẩn đâu, mà chạy sang bản ROM quốc tế là chúng ta có thể vào được. Đó, và cái này để làm gì nhỉ? Giống như chiếc Samsung khác thôi, chúng ta sẽ kiểm tra áp suất, chúng ta sẽ vào phần sensor này và chúng ta ấn tay vào màn hình nhá. Anh em có thể nhìn kỹ khu vực ở trên này không? Có nhìn thấy số 5 không? Đấy, anh em ấn tay nhá. Đó, anh em nhìn thấy nhảy không? Đó. Rồi, nhìn này. Nhảy này. Đó. Thì những chiếc máy nào ấy nó còn áp suất ấy thì khẳng định là 80% nó chưa bị tháo. Còn những chiếc máy nào ấy nó không còn áp suất ấy thì nhiều khả năng nó bị tháo rồi. Đó, anh em lưu ý với mình là như vậy nhá. Đó, còn áp suất như này rất là ngon này. Đó, chứ không khẳng định được 100% và nhiều thợ cao tay là người ta cũng có thể ấn được rồi. Đó, người ta có thể là làm được dán được để chúng ta có thể ấn được áp suất. Đó, anh em lưu ý như vậy. Nhưng là còn áp suất là còn yên tâm. Còn không có áp suất thì chắc chắn không lên lấy. Đó. Đó, đó là về phần kiểm tra áp suất. Và sau đó là chúng ta sẽ cùng vào kiểm tra email nhá. Đây này, sao thăng không sao thăng này. Đó, khi anh em nhìn thấy số email ở đây này và anh em lật sau lưng lên, trùng nhau hay không? Phải trùng nhau, chắc chắn rồi. Đó, anh em nhìn nhá, 230293 này ở đây cũng sẽ thế. Anh em cứ giả soát hết tất cả các số này. Anh em bỏ số 25 ở cuối nhá, bỏ số sau chỗ gạch này. Anh em chỉ xem 15 số ở đầu thôi. Và ở đây, bắt buộc trùng nhau. Nếu không trùng nhau chắc chắn một điều không chuẩn, và những chiếc máy này anh em không nên lấy nhá. Đó, kiểm tra email đơn giản thôi, ấn có thể sao thăng không sáu thăng, hoặc anh em có thể vào phần cài đặt này, ở phần dưới cùng là thông tin điện thoại này, ở dưới này nó sẽ báo này. Đó, anh nhìn thấy không, 3 năm bao nhiêu này. Anh em có chạy phần mềm bằng rời, có chạy thoải mái nữa thì nó sẽ không thay đổi được cái này đâu. Mà nếu nó có thay đổi thì lắp sim nó không nhận đâu. Thế nên đã nhận sim là cái chỗ này và sau lưng nó phải trùng nhau. Còn không có, không trùng nhau thì cứ lưu ý là không phải chuẩn. Đó, anh lưu ý mình như vậy nha. Và một lần nữa có một cái phần mềm rất là hay, và cái phần mềm này của một anh em ở Việt Nam viết, đó là cái phần mềm Phone Info. Đây này, trên Google Play Down luôn, anh em vào cái phần mềm này nhá. Đây, vào phần mềm này. Đó, anh em này nhìn thấy ngay. Ở trong này có rất nhiều thứ hay ho luôn. Ở đây anh em nhìn thấy nhá, tên máy như này rồi. Đấy, phiên bản phần mềm này U1 rồi, không nói làm gì rồi. Đó, bởi vì khi chạy lên quốc tế nó sẽ U1 chứ không phải là nó không trùng bằng soi nhá, nó sẽ trùng. Ở đằng sau này nó sẽ ghi này. N975U này. Ở trên này là U1 mà anh em thấy nó không trùng ấy. Anh em cứ yên tâm bởi vì chạy ROM quốc tế nó sẽ nhảy sang U1. Đó. Chứ không phải là không trùng đâu nhá. Chạy ROM quốc tế nó sẽ nhảy U1 thế này. Còn nếu mà để ROM gốc của Mỹ ấy, nó sẽ không nhảy U1 thế này. Mà sẽ là U như này nhá. Đây. Phía dưới đây nó sẽ có nước sản xuất này. Thì nó ghi một cái là ghi là xuất tại Hàn Quốc, một cái ghi là xuất tại Việt Nam, thì mình đã nói rồi, nó do nhà mạng. Và chắc chắn nó phải trùng ở đây. Chứ con này mà ghi sản xuất tại Việt Nam mà trên cái phần mềm kiểm tra sản xuất Hàn Quốc, con này ghi sản xuất tại Việt Nam và Hàn Quốc mà trên phần mềm ghi sản xuất tại Việt Nam thì chắc chắn một điều là không chuẩn nhá. Đó, bao giờ cũng phải chuẩn như vậy này. Đó, đúng anh em nhiều. Sản xuất tại Việt Nam, sản xuất tại Hàn Quốc. Phía dưới này sẽ có ngày sản xuất này, ngày xuất xưởng ấy, 17 tháng 7 năm 2019. Đó, gần được 1 năm rồi. Đó, phía dưới này sẽ là màu sắc chuẩn luôn, không sai màu sắc thế nào. Đen này. Đó, và cái màu silver này, bronze này, anh em nhìn đâu. Đó, chuẩn chưa? Cái màu sắc này sẽ ghi là chuẩn nhá. Chỉ có những chiếc máy là hàng Refurbished ấy thì nó sẽ không chuẩn. Nhưng đã là chiếc máy mà bản thương mại hay là bản trả hàng ấy thì nó phải chuẩn màu nhá. Và một phần nữa này, chúng ta ấn vào đây và chúng ta ấn kiểm tra tân trang. Đây, kiểm tra tân trang này. Đó. Trên này báo là xin chúc các bạn điện thoại các bạn là nguyên bản.
cái này thì chỉ mang tính tham khảo nhé, bởi vì nhiều máy mà Trung Quốc nó dựng lại ấy, hoặc là mấy ông thợ nhà mình dựng lại thay vỏ ấy, thì nó sẽ vẫn báo là nguyên bản đấy, bởi vì theo phần mềm thôi. Còn những chiếc máy nào mà nó báo là điện thoại của bạn có vấn đề là tân, có khả năng là hàng tân trang ấy, thì anh em yên tâm là những cái điện thoại đấy là hàng refurbished ấy, cũng chả sao cả. Đó, cái quan trọng nhất là anh em vừa xem đúng những cái trình tự của mình hướng dẫn anh em và đầy đủ như vậy thì anh em có thể là yên tâm là anh em mua được một chiếc máy chuẩn rồi. Còn nếu mà anh em không yên tâm ấy, thì anh em có thể mua qua mình. Chắc chắn là mình đã làm clip này thì mình không thể bán máy vớ vẩn cho anh em được, mang tiếng lắm. Thế là mình phải bán máy chuẩn nha. Để mua mình thì đơn giản thôi. Nếu anh em ở gần ngay tại Hải Phòng thì anh em qua địa chỉ bên mình là 170 Lạch Tray để anh em xem trực tiếp và anh em lựa chọn anh em mua. Còn nếu mà anh em ở xa ấy, thì anh em có thể gọi điện thoại cho mình là số điện thoại là 0256526789 nhá. Đấy, để đặt hàng, hoặc anh em vào website là msm.vn để đặt hàng, hoặc anh em chat lên Facebook là search Facebook ấy, là fanpage là msm.vn để đặt hàng luôn, thì bên mình sẽ hướng dẫn anh em cách đặt hàng. Anh em không cần phải thanh toán hết mà anh em chỉ cần đặt cọc một chút xíu thôi, ví dụ là 1-200 chẳng hạn, sau đó bên mình để anh em bên mình yên tâm để mình chuyển, bên mình sẽ đóng hàng và mình chuyển cho anh em nhận được hàng, bóc ra kiểm tra tất cả các thứ anh em phải thanh toán đó. Còn về vấn đề bảo hành thì bên mình sẽ bảo hành với những chiếc máy này sẽ là 1-1 từ 4-5 ngày cho đến 7 tháng này, anh em yên tâm nhé. Có cái lỗi là mình sẽ đổi máy khác chứ không phải là lỗi mà mình sẽ để bỏ ra và sửa chữa mất rất nhiều thời gian của anh em. Thế là anh em hoàn toàn yên tâm về vấn đề đặt hàng bên mình như vậy. Vâng, và anh em xem clip này anh em thấy hay ấy, thấy hữu ích thì anh em cho mình một like và chia sẻ cho mình cùng xem nhá. Cảm ơn anh em xem clip. Ok, chào tạm biệt anh em.